Trong suốt 3 năm vừa qua thì phải nói là thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng tôi cũng đã tập trung hết sức nỗ lực và khẩn trương để xây dựng hoàn thiện bộ máy, để phối hợp với các ngành, các cấp, các quận huyện và tiến hành những chương trình hành động để bảo đảm cho an toàn thực phẩm cho người dân thành phố. Trong đó chúng tôi tập trung ở những công tác là xây dựng thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn và nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như là của người quản lý và người hành nghề. Tất cả đã được thể hiện ở những cái chỉ số, và ở đây thì chúng tôi có thể là tự đánh giá bước đầu là chúng tôi cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, ban thì rất cần một cái thời gian đủ dài hơn nữa để mà chúng tôi có thể là nâng cao hơn nữa những cái hiệu quả và cũng như hoàn thiện, hoàn tất những cái gì mà chúng tôi đã bắt đầu. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong là mô hình Ban Quản lý An toàn Thực phẩm này thì sẽ được là tiếp tục và chính thức hóa trong thời gian tới. Có thể nói là trên thực tế thì với những cái khó khăn, những cái thách thức nói chung của cái tình hình thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm, đó là những cái khó khăn về mặt quy định pháp luật, về mặt quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún, cũng như là về mặt cơ chế phối hợp, thì Ban An toàn Thực phẩm đã có những chương trình hành động để tập trung giải quyết những khó khăn nêu trên. Và chúng tôi đánh giá là với cái mô hình phối hợp từ 3 sở ngành thì chúng tôi thực sự đã tập trung thống nhất thành một mối, nâng cao sức mạnh cũng như là vai trò của ban để có thể hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn. Và đây cũng là một cái cách để chúng ta phát huy được sức mạnh trong khi là lực lượng của chúng ta thì không có nhiều. Đặc biệt là cái mô hình của các đội quản lý an toàn thực phẩm tổ chức về tuyến quận huyện thì đã phát huy được hiệu quả trong việc phối hợp công tác với quận huyện để bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở.